Hello, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang ở trong chợ Costco các bạn. Thì cái chợ Costco này á, các bạn muốn đi á thì các bạn phải có cái thẻ các bạn ha. Các bạn có cái thẻ Costco thì các bạn mới đi được. Mỗi một lần vô cửa thì họ sẽ check. Các bạn biết không, cái chợ này nó hay một cái khi mà mùa đông á thì họ sẽ đem những cái đồ mùa đông các bạn. Hôm nay trời nó bắt đầu lạnh rồi. Cho nên họ sẽ đem bao tay. Bao tay này để khi mà tiết á mình cạo tiết hay là mình tiết nó rơi á mình không có lạnh các bạn ha. Bánh mì các bạn hiểu cái hiệu Kirkland á. Kirkland Signature là một cái hiệu nó khá là nổi tiếng ở bên Mỹ các bạn. Nó giống như là cái hiệu bên Việt Nam gọi là điện máy xanh á. Ở bên Việt Nam thì điện máy xanh, bên Mỹ thì là Kirkland. Bây giờ họ đem mấy cái mặt hàng ra, mấy cái tấm chăn này nó có hít ở trong này. Ở bên Mỹ thì mình cần cái này rất là nhiều tại vì rất là lạnh các bạn, mình mở ra cho nó ấm. Bên Việt Nam thì nóng rồi nên các bạn không cần đâu. Southwest. Rồi bên kia là hãng máy bay Southwest. Cái mùa này là mình đi du lịch rất là nhiều cho nên mình đi mua gift card để mình tặng cho người ta. Cái hay của cô cái chợ các bạn biết không, khi mà các bạn vô cái chợ Costco này á, các bạn sẽ mua đồ nó rẻ hơn ở chính hãng các bạn. Mình nói thiệt. Bây giờ để mình coi nó họ đem gì về. Họ có đem TV nữa, iMac, MacBook. Thường thường thì các bạn mua những cái mặt hàng ở trong này nó sẽ rẻ hơn ở trên chính hãng 50 đồng các bạn. Mình không biết tại sao nhưng mà nó là gì đó. Chào. Các bạn thấy họ bài binh bố trận bao tay quá trời luôn không? Đủ loại chưa? Không, bây giờ họ đem áo mùa đông ra nữa. Họ bài binh bố trận ra. Mùa đông tới rồi các bạn ơi. Rồi đồ trang trí Noel nữa. Các bạn thấy là bây giờ là đồ Noel là đem ra trưng bày để mà bán quá trời luôn các bạn. Ngoài ra đồ Noel họ còn đem mấy chiếc xe nữa. Mình hồi bữa mình mới mua chiếc xe này cho con mình các bạn. Ferrari. Cái chiếc xe này cũng đẹp các bạn, rất mua. Nhưng mà chiếc xe màu đỏ đẹp hơn, mình mua cho con mình. Nhưng mà nó chưa biết chơi. Nó chưa biết chơi. Hồi bữa mình mua cho con mình mấy chiếc xe kia nữa. Nó có nhiều đồ chơi lắm các bạn ơi. Giống như là xe sưu tầm á. Ở nhà mình thì đã có chiếc xe này rồi cho nên mình không mua nữa. Bluey Bumblecare. Chiếc xe này là chiếc xe đó mình mua cho con của mình để cho nó chơi. Quá trời đồ chơi luôn. Hồi bữa mình mới mua cho bé Jack chiếc xe này. Đó. Mình mua cho Jack chiếc xe này luôn rồi. Ngoài ra ở đây nó còn bán máy phát điện nữa các bạn. Mấy cái máy phát điện này họ mới gài bảo là nó bán cháy hàng luôn các bạn ơi. Đó. Máy hút bụi nè. Máy cái máy này là máy bơm xe hơi. Inflator. Wow. Còn cái máy này là máy khoan. Trimmer. Máy hút bụi siêu nhỏ. Máy hút bụi siêu nhỏ. Cục sạc điện. Mấy cục này để sạc điện xe. Jump car. Gù ở đây cũng có bán nữa các bạn ơi. Quá trời luôn. Gù Nhật Hibiki. Since whiskey Japanese hard money. Bốn đồng. Ở đây thì có bán trái cây nữa các bạn. Lựu nè, khóm nè, cam nè, táo nè. Đó, bánh mì nè. Bên đây là hải sản các bạn, Golden Chin. Đuôi tôm hùm, tôi tôm hùm bự quá. Ghiu, thịt bò các bạn. Các bạn nhìn nè, thịt bò nè ha. Quá giờ luôn các bạn ơi. Các bạn biết không, đây là cái nơi gây tranh cãi nhiều nhất, gà công nghiệp Mỹ siêu rẻ. Các bạn thấy gà công nghiệp không, người ta nướng mỗi ngày người ta bán gà cả trăm con các bạn. Cái gà công nghiệp không, người Việt Nam thích ăn gà công nghiệp lắm bạn. Món ăn gây tranh cãi nhất giữa người Việt Nam của mình, gà công nghiệp hay gà đi bộ các bạn. Các bạn thấy một con gà công nghiệp có 4 đồng 99 nè, nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn các bạn. Bóc ra một cái là ăn liền, khỏi cần phải nấu nướng gì chứ. Các bạn thấy là họ làm sẵn rồi không? Bây giờ là nóng hổi luôn. Về là xé bọc ra là chỉ có bút thôi. Nhìn con gà kia kìa, nướng giòn ngon mà có 4 đồng 99 các bạn, khỏi cần nấu nướng. Các bạn có biết là cái con gà công nghiệp đó nó gây
chia rẽ giữa người dân Việt Nam của mình các bạn. Có người thì nói con gà công nghiệp dở các bạn, có người thì nói con gà công nghiệp không ngon bằng cái con gà đi bộ các bạn. Thì theo như mình nghĩ thì cái con gà nào nó cũng ngon các bạn, mỗi con gà mỗi khác ha. Hồi xưa thì mình hay vô đây mình mua cua hoàng đế, dạo này nó không có cua hoàng đế các bạn ơi. Hãy coi nó có cua hoàng đế không. Hồi xưa mình vô đây là mình hay ghé đây nè bạn, họ để cua hoàng đế, gạn cua hoàng đế, nhưng mà sau cái dịch Covid rồi thì họ không có đem cua hoàng đế về nữa các bạn ơi, không biết tại sao nữa. Không có cua hoàng đế ăn rồi. Mình thích đi cái chợ Costco này vào cái dịp lễ các bạn. Khi mà giống như lễ Noel đi là họ đem những món hàng độc về lắm các bạn ơi. Lễ Noel hay là lễ giống như mấy cái lễ lớn của Mỹ đó, Noel nè hay là lễ độc lập nè. Nói chung là lễ đó các bạn, nói chung là dịp lễ đó thì họ sẽ đem nhiều mặt hàng mới lạ về các bạn. Sugar. Đường. Các bạn nhìn nè. Đường đó, đường mà nó bán bọc nha các bạn. Đường. Sugar powder. Bây giờ chợ Costco nó cũng bán gạo các bạn. Thì cái gạo này nó gọi là gạo Thái các bạn. Gạo Thái qua lài ăn cũng rất là ngon luôn. Nếu mà tính ra nó rẻ hơn ở những cái chợ Việt Nam các bạn. Mua. Cái nào rẻ là mua. Ok. Ở đây nó còn bán abalone nữa các bạn. Bào ngư nữa. Wow. 5 hộp mà 27 đô. 5 hộp mà 27 đô các bạn. Abalone. Đồ của Đài Loan các bạn ơi. Mua. Ok các bạn ơi, bây giờ mình mua hai cái bào ngư Đài Loan các bạn ha. Đó. Vô đây là kiếm được hàng hiếm. Cái này là 5 hộp. Cái này mình về mình hâm lại mình ăn từ từ các bạn. Sở dĩ mình mua như vậy á là vài bữa nó hết hàng các bạn, nó hết hàng á nha. Chợ Costco bây giờ nó cũng có bán phở gói các bạn nhìn nè. Vietnamese phở. Nếu như mà mình ăn cái phở gói này á các bạn biết không, thì nó thật sự thì ăn cũng ok các bạn, tại vì phở gói mà thì nó sẽ không ngon bằng phở tươi đâu, nhưng mà ăn cũng ok các bạn ha. Ok thôi chứ cũng không phải là ngon lắm đâu. Tổ yến nè các bạn này, tổ yến nè. Swiss corn soup. Mua tổ yến luôn các bạn. Và cái phần không thể thiếu trong cái cuộc đi chợ Costco bữa hôm nay đó chính là mua sữa cho con các bạn ơi. Sữa cho hai đứa bé. Tả cho bé chát. Tả sữa. Mua gụ SO cho ba. Mua tả sữa gụ. Coi như là cuộc đi chợ bữa hôm nay là xong rồi đó các bạn. Tả sữa và rượu gì thôi. Ở đây nó có bán cái hạt mắc ca các bạn. Cái hạt này rất là ngon. Các bạn biết không, chính vì cái hạt này mà cái hãng Korean Airlines nó bị lụp xùm các bạn. Có nghĩa là cái hạt này á các bạn ăn giống như đậu phộng vậy đó. Nhưng mà cái nhân viên khi mà họ cho khách ăn cái hạt này á, họ không có để được cái dĩa các bạn. Thì trong một lần tình cờ là cái bà chủ tịch của cái hãng Korean Air đó, bà mới đi cái chuyến bay đó, thì cái nhân viên không có để mấy cái hạt này lên cái dĩa cho bà các bạn. Và bà giống như là hất đổ đi, thì nó gây lùm xùm cái vụ đó, và bà phải từ chức các bạn ha. Bà phải từ chức. Có rất là nhiều hạt thế này. Khô bò Mỹ dở lắm bạn ơi. Nó ăn lên tới dậy hết rồi. Sau những ngày tháng đi chợ Costco, bữa nay mình được gift card các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ được 2% của những cái ngày tháng mình được tiêu tiền ở chợ Costco các bạn. Bữa hôm nay mình đi chợ mình mua được một đống đồ các bạn. Nhưng mà bữa hôm nay chợ nó cho mình tiền repay lại các bạn, 100+ đô la luôn. Quá sướng các bạn ơi. Thì lúc mà mình tính tiền á, thì anh tính tiền anh nói là mình trong thẻ của mình nó có cái tiền reward các bạn, thì mình mới đi xuống đó, thì họ đưa cho mình một cái thẻ gift card, các bạn thấy không, 170 đô 30 cent, thì họ sẽ đưa cho mình một cái thẻ như vậy đó. Thì mình sẽ xài cái tiền này ở trong cái chợ đó nữa các bạn ha, nhưng mà giống như cái tiền là cái tiền membership của mình vậy đó. Rồi sướng quá các bạn ơi, đi chợ mà còn được tiền lại nữa các bạn thấy không. Membership refund nè, 170 đô 30 cent executive
The secretary paid. The secretary paid. Sướng quá các bạn ơi. Ok, bây giờ đi về các bạn ha. Tạm biệt. Phá cho ngành nail. Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.